Trước khi nói tới tác phẩm thì chúng tôi cũng xin tiền đây. Anh Dân Huỳnh là một phóng viên của người Việt. Và chúng tôi cũng đến người Việt là cũng 24-25 năm nay rồi. Cũng nhờ cái mảnh đất của người Việt mà chúng tôi hàng tuần gặp quý vị trên cái mục tạp ghi. Coi như là một khí mục gia, chúng tôi đã san sẻ những cái chuyện vui buồn cùng quý vị trong gần 25 năm. Thì tiền đây chúng tôi xin cảm ơn nhà báo người Việt đã cho tôi một mảnh đất để tung hành. Và nhờ đó tôi gặp gỡ những tri âm tri kỷ cho tới cuối đời. Và tôi hy vọng rằng hôm nay quý vị tới đây có thể là chúng ta đang sống cuộc sống hối hả. Chúng tôi trong tuần trước vừa tới tuổi 80 và tôi nghĩ đây là cái lúc mà chúng ta nên gặp gỡ nhau. Tại biết không biết ngày mai ra sao. Về cái tác phẩm Nước non ngàn dặm quê hương cuộc bóng là tác phẩm thứ 9 và thứ 10 chúng tôi đã nói. Trong lòng chúng ta lúc nào cũng nghĩ tới quê hương. Quê hương bây giờ không còn ở đây khúc bóng. Và nước non dòng chúng ta ra đi như ngày xưa là Huyền Trân công chúa đã ra đi. Mọi người ra đi bằng một phương cách khác nhau và bằng những lý do khác nhau. Nhưng mà tóm lại chúng ta đều là những người hiện nay sống lưu vong ở một nước ngoài, nước Mỹ. Cho nên những cái điều gì tôi canh cánh bên lòng tôi trăn trở mỗi ngày, mỗi giờ theo những tin tức trong nước để cùng san sẻ nói lên với quý vị trong hai tác phẩm này. Tôi hy vọng đây không phải là điều vui mà chính là những nỗi buồn. Nỗi buồn khi chúng ta còn nghĩ về quê hương, còn bất như ý, nghĩ về đồng bào chúng ta đang sống trong cái xã hội cộng sản. Xin cảm ơn Dân Huỳnh và cảm ơn quý vị độc giả, người Việt đã theo dõi chúng tôi trong vòng 20 năm nay. Nước non nghìn dặm cũng như là quê hương phước bóng là ổng gói ghém lại cái tình cảm và cái tâm nguyện của ổng đã đối với đất nước. Thì tôi đã đọc trước những cái tác phẩm trước rồi, thì tác phẩm nào cũng đều có giá trị hết. Cho nên hai tác phẩm này là tôi nghĩ là cũng rất hay, càng về sau là càng hay nữa. Nhưng riêng về tôi thì tôi thấy rằng trong tất cả các bài báo của Vi Phương mà tôi vẫn thường thường được nói đùa là người rùi giá mơ lửa. Vì anh đã đả kích rất nhiều người, ngay đã kích cả những cao cấp, hoặc đã không sợ mà đã kích ngay cả cái chính quyền ở Việt Nam nữa. Tuy nhiên, trong tất cả các bài của anh, cuối cùng tôi vẫn thấy có một điều, đó là tính cách nhân bản ở trong những bài mà tạp ghi của Vi Phương. Thì vì rằng quá gấp rút thành ra tôi không là già cả rồi, có thể là bị dementia, thành có thể là không có nhớ kỹ những điều gì mà tôi đã muốn nói. Thì đó chỉ là một ý kiến riêng của tôi. Ông Vi Phương là một nhà văn viết tạp ghi rất là giá trị, và tôi thưởng thức những cái tài nghệ viết văn của ông rất là chính xác. Hai tác phẩm này đối với tôi đó hết sức là quý giá và tuyệt vời, và tôi mong rằng là mỗi gia đình Việt Nam ở Mỹ hay là ở ngoại quốc xa quê hương vẫn nhớ tới quê hương, thì đây là cái tác phẩm đầu gối để trong tủ sách gia đình của tôi. Thì quen Vi Phương thì lâu rồi, mấy chục năm từ hồi ở Huế lận, nhưng mà luôn luôn là đọc sách của Vi Phương, nhất là trong internet á, tác phẩm của Vi Phương rất là hay, trung thực, nói rất là đúng, mà ai cũng khen hết. Phần nhiều bạn tôi đã đều khen và thích đọc sách của Vi Phương. Tác giả Vi Phương thì viết văn rất là hay và rất là thành thật. Tôi thích là chỗ nữa là trung thực á, thành tôi phục Vi Phương. Thưa quý vị, hôm nay chúng ta có mặt tại đây là để chào mừng tác giả Vi Phương và các tác phẩm mới của ông, đó là hai quyển tập tạp ghi Nước non nghìn dặm và Quê hương khuất bóng. Nhà văn Vi Phương năm nay đã 80, nhưng mà mái tóc của ông đã bạc nhưng mà vẫn còn rất dày, cũng không khác gì mái tóc của một người thanh niên. Và đó là cái nét đặc biệt về chân dung của Vi Phương, một người bạn văn rất quý của chúng ta. Vi Phương là một người mà tất cả chúng ta đều thấy có một phần của mình ở trong văn của Vi Phương, bởi vì bản thân Vi Phương có một cuộc đời rất điển hình cho lịch sử của quê nhà nhiều thập niên qua.
Huy Phương đã viết rất xuất sắc về đồng bào mình, từ quê người cho tới quê nhà. Giọng văn của Huy Phương trầm tĩnh trong phong thái của một nhà giáo một thời, nhưng giữa những hàng chữ là những nỗi đau khi thấy quê nhà tan tác. Thì Huy Phương nó mang quê hương đi trong lòng ông cho tới ngày hôm nay. Chúng ta thấy cái lối đặt tựa quê hương khuất bóng. Ông chọn một cái hình của một cái con đò chênh vênh trong cái dòng sông, chỉ có một cái cây trông rất là cô đơn, nói về cái tâm trạng của một người sống và lúc nào cũng khắc khoải về quê nhà. Đến hôm nay là lần thứ mấy tôi không nhớ, là mỗi lần Huy Phương ra mắt sách đều có thơ mời tôi, và tôi đều cố gắng thu xếp thời gian để đến với người bạn nỗi khổ từ khi chúng tôi còn ở trên ghế nhà trường sư phạm. Tôi không biết nói gì hơn là cảm ơn quý vị đã bỏ chút thời giờ đến hôm nay với chúng tôi.